năm Giáp Thìn 2024 có bốn con giáp nhiều các tinh sôi rọi, quỷ nhân dẫn đường đã giàu lại càng giàu. Một con giáp người tuổi Sửu. Theo quan niệm của tử vi phương Đông, những người sanh năm Sửu thường có tính cách khá trầm tĩnh, không thích phô trương ồn ào, nhưng thật ra họ rất giỏi và có nội tâm phong phú, kiên định, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nên sớm muộn đều đạt được những thành tựu khiến người khác phải nể phục. Năm Giáp Thìn 2024 là một năm tốt lành cho những người tuổi sụ. Do đó, những chú trâu nên biết tận dụng các cơ hội tốt để tiếp tục tạo ra những kỳ tích trong cuộc sống của mình. Được hai phúc tinh là thiền đức và phúc đức hỗ trợ, người tuổi Sửu có thể có những thay đổi tích cực trong nghề nghiệp. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể mạnh dạn chuyển sang một lĩnh vực khác. Dự đoán công việc sắp tới sẽ giúp họ phát huy được những sở trường của mình, đồng thời mang tới thu nhập lớn hơn cho họ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt nhờ có sự xuất hiện của bác tọa trong năm giáp thìn này, người tuổi sổ sẽ có quý nhân giúp sức đưa đường dẫn lỗi trong sự nghiệp giúp họ đánh dấu thắng lợi. Dành tiễn sẽ tỷ lệ thuận với tiền bạc mà họ kiếm được dự đoán vào tháng 3, tháng 10 và tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 là những thời điểm may mắn nhất của người tuổi Sửu, là lúc quý nhân xuất hiện, họ nên biết nắm bắt để thu lợi nhuận cao nhất. 2. Con giáp người tuổi Thìn Mặc dù năm Giáp Thìn 2024 là năm tuổi của những chú rồng, nhưng nó không đáng sợ như lầm tưởng của nhiều người. Nếu biết coi một vài thử thách chỉ là những cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh, người cử thân sẽ đạt được những thành tù mà họ chưa từng giảm mơ đến. Năm 2024 có nhiều các tin hỗ trợ cho con dắp này, ví dụ như sao đường phù, sao tuệ giá và sao hoa cải, nên con đường học vấn sự nghiệp của họ được cho là sẽ vô cùng tươi sáng sao đường phù được liệt kê vào nhóm sao quỷ là các tinh đại diện cho những điều tốt lành về vấn đề đất đai. Ngoài ra đây là sao chủ về các may mắn tước lộc, không phải là ngôi sao lớn và cũng ít được biết đến. Tuy nhiên sao đường phù vẫn là ngôi sao có vai trò và những ảnh hưởng nhất định trong cuộc đời một người khi xuất hiện trong lá sổ tử vi. Chưa hết có sao tuế giá hộ mệnh, nghĩa là người tuổi thân sẽ có quý nhân giúp khá nhiều trong con đường sự nghiệp công danh, làm gì cũng được ủng hộ. Cuối cùng là sao hoa cải trụ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, trạm đang và những may mắn mà con người gặp được trong cuộc đời. Tóm lại, được các các tình vây quanh, người tuổi thân sẽ có một năm song sơn tiền bạc, vật chất dư giả, cuộc sống nhiều niềm tin. 3. Con giáp người tuổi Tỵ. Năm Giáp Thìn 2024, những chủ rắn không gặp xung đột với lù niên thái tuệ, lại có ngũ hành được cân bằng, nên sẽ có một năm ổn định, phiên mãn. Bên cạnh đó, do có tới bổn các tinh trợ giúp, gồm có Thái Dương, Thiên Hỷ, Văn Sương, Thiên Trù nên con giáp người tuổi tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp trong chuyện tài chính và sự nghiệp. Đặc biệt, Thái Dương được xem là các tinh với cả nam lẫn nữ mạng. Sao này mang tới tiềm lành nhất trong hệ thống. Được sao Thái Dương chiếu mệnh cũng giống như được mặt trời soi rọi, con đường tài lộc sẽ sáng rõ như ban ngày. Từ cuộc sống đỡ sức khỏe đều hành thông, dòi dào, dò, tài chính nhiều khởi sắc Ngoài ra có sao văn sườn giúp sức, còn giáp người tuổi tỵ đang học hành cũng sẽ dễ dàng có thành tích đạt được cao hơn. Bên cạnh đó, sao thiên trù giúp cho con giáp người tuổi tỵ dù làm gì cũng có được cuộc sống đủ đầy, no ẩm, không phải đau đầu trong chuyện tiền nông. Bước sang tháng 8 âm lịch của năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm đặc biệt may mắn cho con giáp này khi có quý nhân xuất hiện, đưa đường, dẫn lõi, dắt cho những chủ gắn đến thành công, cần biết phải nắm bắt. 4. Cuối cùng là con giáp người tội tuốt Năm 2024 thấy rằng đây sẽ là một năm có nhiều biến đổi lớn trong cuộc đời của những người sanh năm tuất. Năng lượng của năm thân sẽ mang lại nhiều động lực và sự nhiệt tình cho họ. Những người sanh năm tuất giảm chấp nhận sự thay đổi sẽ có một năm hết sức tươi sáng Năm nay được hai sao tốt là Nguyệt Không và Quốc ẩn soi rọi, người tuổi Tuất có cơ hội làm nên nghiệp lớn, con đường tài lộc phất lên rực rỡ. Đặc biệt sao quốc ẩn là ngôi sao thuộc bộ tử, phục binh, thiên hình, tưởng quân, quốc ẩn, biểu tượng cho sự thuận lợi về con đường công danh sự nghiệp. Người sở hữu ngôi sao này trong lá sổ tử vi sẽ gặp được quỷ nhân, giúp sức, che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi và thu được kết quả cao. Ngay từ tháng 2 âm lịch, Chuyện tài vận của người tuổi tuất sẽ có những chuyển biến mới, quý nhân sẽ xuất hiện giúp cho con nhấp này thực hiện hóa những ước mơ của đời mình.